Quà này 350, nhưng mà em lấy 300 thôi cho tròn. Vì anh đẹp trai đúng không? Số điện thoại này là của em à? Không, của mẹ em đấy. Quạt này mà có vấn đề gì, anh mang ra đây được không? Vâng. Anh về nhá. Này, không thấy quạt này kêu không? Không. Kêu mà. Lát anh mang lên cửa hàng đổi. Có kêu đâu nhỉ? À, anh kiếm cớ ở lên đấy gặp cô bán hàng xinh xinh của anh ấy gì? Cô là Nguyễn Thanh Hải á? Anh cười là sao? À, chắc là anh thấy tôi ngoài đời xinh hơn trong căn cước nên là anh không nhận ra đúng không? Ôi. Ôi. Nhưng mà thôi em ngồi đây đấy nhá. Không được. Ôi. Mời cô mang rồi mẹ. Thôi để em tự, để em tự. Thôi được rồi, để em mang xe về trả. Được chưa? Mà này, lát nữa em quay lại luôn. Quay lại làm cái gì? Quay lại làm cái gì? Lắp giường. Đủ máy xe rồi nhá, đang đi. Đã đến cổng rồi. Ôi bảo về nhà nó quay lại ngay đấy. Anh cẩn thận. Tôi biết rồi. Các anh sướng thật đấy, trả bù cho em. Tuần trước người yêu cũ vừa gửi cái thiệp mời đám cưới, bây giờ đi cũng dở mà không đi cũng dở. Từ giờ trở đi tôi cấm cậu nhắc đến cụm từ người yêu cũ trước mặt anh Nam. Cậu thấy nghi tâm trạng không? Chuyện tình yêu phức tạp lắm, cậu không hiểu đâu. Này, anh đừng coi thường em nhá. Em có người yêu cũ rồi đấy. Người yêu cũ rồi đấy. Dạ nhá. Quên. Kể cũng đúng. Nếu mà đang êm ấm, giao diện công ty kia đâu, ít nhất nó cũng phải như cái mặt anh. Như cái mặt anh. Cô làm sao? Hôm nào mà đi chơi với quạt về thì nhiệt tình của anh ta vui vẻ hạnh phúc cả ngày. Thế hôm nào mà quạt giận đi mà. Hoàng ơi, con nước xong chưa? Con nào vui để trên này à? Con nào để trên này à? Trước khi nóc nhà dần, cô cứ chuẩn bị tinh thần của cháu dâu đi là vừa. Xinh lắm. Thế cô nhá. Anh cảm ơn nhá. Có gì đâu. Khi nóc nhà dần. Anh nhá. Hôm qua chẳng bênh em gì. Em rõ là trai chưa vợ cứ lo là người khác đánh ghen mặng. Vợ thì chưa, nhưng mà người yêu thì có rồi đấy. Thế nhá, tục ý nhá. Từ từ từ, em nói nó cái chỗ đang nói dở đã. Dở anh. Không đi nữa. Trời, này, anh xin lỗi. Nhớ đợi anh đấy. Em nghe anh nói đã. Thôi, anh xin đấy. Anh xin lỗi mà. Anh đã ngăn cô ấy mấy lần rồi, nhưng mà cô ấy cứ giữ lại. Anh không đi được. Việc đó liên quan gì đến em mà anh phải thanh minh? Anh có thanh minh đâu, anh giải thích mà. Hai việc đó khác nhau à? Thôi, để đưa em về nhá. Em không muốn về. Thì em đi đâu, anh đưa em đi. Lái xe đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi. Nơi bình yên mình có đôi, an nhàn sống cả cuộc đời. Hôm nay mới nói chuyện khá. Dạ sao không nắm mà nổ. Đã kết thúc. If you just say my, give me what you know you're wishing for. If you just say my, tôi ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên. Dịu lại một chút hương thơm cho đời một nhiều tiếng ca. Welcome to DJ Ronnie.